Em có biết là tiền kiếm được từ việc anh bảo vệ cho người giàu, anh mới có thể bảo vệ cho người nghèo một cách miễn phí không? Vậy là giá bao nhiêu? Lớp kim trưởng theo ca bùi cuốn cuốn. Bé thích, mẹ an tâm. Tại sao em lại đến đây? Em có biết anh ta là ai không? Em biết. Biết? Biết mà vẫn đến? Bởi vì trước khi đến đây, em không biết đây là nhà của anh ta. Nhưng anh thì biết rõ đúng không? Em muốn nói gì đây? Cuối cùng anh cũng đi bảo vệ người giàu. Người giàu thì không cần được xét xử công bằng. Người giàu thì làm gì cũng có tội, còn người nghèo làm gì cũng vô tội. Cái lý lẽ ấu trị đó em học ở đâu ra vậy? Em có biết là tiền kiếm được từ việc anh bảo vệ cho người giàu, anh mới có thể bảo vệ cho người nghèo một cách miễn phí không? Vậy là giá bao nhiêu? Vụ của em đó. Em làm ơn tránh xa con rắn độc nó ra giùm anh đi. Nó đang phun nọc độc lên người em, để ông phun ngược lại anh đó. Bây giờ em đi tin một kẻ đang tìm một cách để giày vò em rồi chất vấn anh hả? Hả Ân? Anh thật sự rất thất vọng về em. Lớp kim trưởng theo ca bùi cuốn cuốn. Bé thích, mẹ an tâm. 7 năm chưa cưới sẽ chia tay. 20 giờ thứ năm thứ sáu hàng tuần trên VION.